Chuyện tình buồn của một thiếu nữ cực kỳ xinh đẹp trước mặt các bạn đây chính là em Hồng. Khi đang học lớp 11, Hồng là một cô gái xinh đẹp, học giỏi, chăm ngoan, ai cũng thương mến. Bỗng nhiên, Hồng có tình cảm với chính thầy giáo chủ nhiệm của mình. Không biết tình cảm này đến từ hai phía hay chỉ một mình Hồng yêu đơn phương. Bỗng một ngày, thầy giáo chủ nhiệm lên xe hoa đi lấy vợ thì Hồng trở nên điên loạn. Từ đó trở đi, suốt 7 năm trời, Hồng sống trong một nỗi buồn u uất. Ngày thầy chủ nhiệm lên xe hoa đi lấy vợ, Hồng đã cố gắng viết thư để níu kéo một mối tình dang dở này, nhưng không được. Từ đó trở đi, Hồng trở nên không còn được bình thường như bao bạn nữ sinh khác. Chuyện tình của cô nữ sinh dành cho thầy giáo chủ nhiệm này như thế nào? Xin mời tất cả quý vị và các bạn đón theo dõi để hiểu rõ hơn. Vậy là bây giờ người chị gái đấy là có gia đình rồi không? À, có gia đình. À, vậy mà cuối cùng em mình nó bị như vậy mà không nói cho gia đình biết để còn biết đường mà điều trị. Chắc là do về sau này mới ngẫm ra thôi đúng không? Chứ cũng không suy nghĩ tới. Nó không có suy nghĩ tới, đúng rồi, nó con nhỏ lớn nhỏ chị nó không suy nghĩ tới thì mình mới nói là bên tin lành mục sư người ta nói là nó điên tình như vậy đó, cũng mới hỏi nó ra rồi thì nó mới nhớ, nó mới nhớ ra là câu chuyện vậy, nó nói cho mình nghe vậy thôi, nó biết vậy đó. Vậy là gia đình là cũng có đưa đi chữa bệnh nọ kia khắp nơi rồi, đúng không? Dạ Rồi bắt đầu là là đi bệnh viện tâm thần là đi bệnh chỗ đó không, bệnh viện đó không, là 8 năm rồi. Dạ, 8 năm luôn. Là đi Thì liên tục hay sao? bác sĩ người ta cũng có nói là bây giờ anh chị uống thuốc này thì cũng phải là đi bên tâm linh, thì nghe bác sĩ khích lệ cho mình nghe vậy thì mình cũng đi, rồi cũng không hết. Bác sĩ nói hả? Ừ, Bác tự sĩ. bác sĩ trong bệnh viện nó nói vậy luôn. Bác sĩ mà nói đi tâm linh. Nói vậy luôn. Rồi gia đình nhà mình cũng có đưa thầy bà thứ về cúng cúng bái rồi cũng Không, mình đi tới chỗ thôi, à, mình mình đi đi tới chỗ. người ta chỉ vậy rồi mình đi vậy thôi, mình còn khả năng thì mình cứ gắng đi, bị này kia vậy đó, nhưng nói chung là đi rồi không hết, thầy nào cũng không hết. Vậy chắc là từ hồi đó cho đi cũng tốn tiền lắm hả cô ha? Dạ Tốn đủ thứ luôn. Mà sao mà tự nhiên mà em nó từ hồi đó giờ nó không hé một lời nào, nó không nói gì về vấn đề mà nói chuyện tình cảm giữa bé đó với thầy giáo. không luôn, nó không nói cho mình nghe luôn. Rồi cô chị gái có nói về cái nội dung của cái bức thư mà lúc mà em nó viết cho thầy giáo không? Nó nói nó nhớ ra là con Hồng nó viết thơ đó là em yêu anh Em yêu anh. mà anh đi cưới vợ bỏ em để em yêu đơn phương đó, nó nói nó viết vậy đó, con nhỏ chị nó viết rồi Em nó đọc yêu lại cho mình nghe vậy đó. anh nhưng mà anh bỏ em đi lấy vợ. Rồi để em yêu đơn phương hả? Nếu vậy thì theo như con nghĩ không phải là bé này yêu đơn phương đâu. Chắc cũng có cái tình cảm gì đó giữa hai người. Thì Thì mấy con bởi mới dùng cái từ là bỏ em đi lấy vợ. à, mới nói là em yêu anh rồi anh đi cưới vợ Anh đi cưới bỏ vợ. em để em yêu đơn phương đi cưới vợ Nếu vậy bỏ là không, em. nếu vậy thì theo mình nghĩ là cũng cũng không phải là đơn phương đâu. Thực sự là như vậy. Thì giờ mình tìm hiểu không ra luôn. Bởi vì mình giống kiểu mình thấy tìm hiểu ra được cái vấn đề để mình còn biết đường mình làm mình ví dụ làm tư tưởng cho bé ấy. Bây giờ làm sao Gia đình giờ? nhà mình đã từng đưa bé xuống bệnh viện ở dưới dưới An Giang dưới Kiên Giang chưa? Kiên Giang hả? Bệnh viện Kiên Giang hả? Không. Bệnh viện cái gì ở Kiên Giang nhỉ? Rồi một lát là cái đó con sẽ chia sẻ với cô sau về cái bệnh viện đó. Có đi bệnh viện Tiền Giang, Không không Nhị ở Bình gì ở đó, Kiên có Giang đi cơ. đó. Ở Kiên Không, Giang. Cái bệnh Kiên viện đấy Giang thì không cũng có có một đi số qua. bạn là cũng bị bệnh như vậy rồi bắt đầu vào đó đã khỏi và đã đi về rồi. Nếu gia đình muốn thì con có thể chỉ cho gia đình biết về cái chỗ đó. Rồi cô được mấy người con? Hai người con. Hai người con gái. Dạ. Cô tên gì cô? Hòa. Cô Hòa. Dạ. Cô năm nay bao nhiêu rồi? Coi trong giấy thì 57. 57. Còn chú? Cũng 50 57.
một tuổi. À, có nghĩa là hai người cùng một tuổi đúng không? Ừ. Thì chú bây giờ đi làm gì rồi? Bây giờ là mới đi làm nay chừng cũng gần 2 tuần rồi. Cô hàng ngày đi bán vé số hả? Hồi xưa đi bán, bây giờ nghỉ rồi. Bây giờ là giống kiểu là bé nó bị bệnh như vậy là phải ở nhà để chăm bé hả? Nghỉ mấy năm nay rồi, dạ. À, có nghĩa là phải ở nhà để lo cho con. Chứ bây giờ con nó bị như vậy cho nên bắt buộc phải có một người ở nhà. Dạ. Dạ. Rồi người chị gái thì lấy chồng ở xa rồi. Lấy chồng ở bên xứ ở xa. Dạ. Vậy là giờ cô một mình cô ở nhà. Dạ. Thì hàng ngày em nó có khi mà nó có biểu hiện của em nó hàng ngày nó như thế nào không? Hồi đó nó chửi lắm, bây giờ nó hết chửi rồi. À, có nghĩa bớt, hồi đó. Nó bớt chửi. Bớt chửi rồi. Mà nó không nói chuyện. Ừ. Nó chỉ có hở miệng ra nó chửi là nó dùng hết, nó la lớn lên nó chửi. Nó gì đó. Vậy là giờ em đang ngủ đúng không? Dạ. Cô có thể cho con vô con đứng chỗ này con ngó em nó được không? Dạ. Một thiếu nữ. Hiện tại giờ em nó đang ngủ. Mà sao lại nằm ngủ ở đây? Sao lại ngủ ở đây ta? Nó đòi ngủ đó. Không ngủ trong nhà? Không. Ngủ vậy đó, không có văn mùng văn gì, mở quạt để cho nó ngủ. Chừng nào nó không tỉnh thì nó đập đồ bể hết thôi. Giờ ở sau cũng dọn ra sau hết trơn, dọn ra ngoài sân hết trơn. Con thấy hình như không có để một cái đồ gì ở trong vườn này em nó đúng không? Dạ, không. Để là em nó đập hả? Ừ. À. Như người ta thì giờ có gia đình rồi đó. Dạ, đúng rồi. Nhà thì cô chú không dám để bất cứ một cái gì ở trong cái xung quanh bé, ở trong cái tầm tay của bé. Đó, đây nè. Đi đây, đằng sau cho con xem tí. Đi. Cô đi trước đi. Hàng ngày là em nó ngủ ở đâu cô? Hàng ngày là em nó ngủ ở đó luôn. À. Chứ nó không dám ngủ ở không ngủ ở trong này à? Dạ không. À. Bây giờ cái bếp này là đâu có dám xài đâu. Bếp không dám xài luôn. Sơ hở là nó lại bật nó đốt á. À. Nó lấy cái chén hoặc là cái nồi nấu để nó nấu vậy đó, mà dạ. Nó không có nấu, nó mở phá bỏ vậy. Vậy là giống kiểu là gia đình nhà mình bây giờ là đồ đạc phải để cách xa em nó ra không? Ước mưa ước gì cũng chịu chạnh luôn. Dạ. À, như lúc trước hình như con nhìn thấy hình như có thời điểm là mình phải cột em nó lại. Có. Là có hay cột không cô? Cột á, khi nào nó căng lên thì mình cột. Căng lên là cột. Ừ. Còn không căng là lại để vậy. Ừ. Mà lúc căng lên thì em nó chửi dữ không? Chửi á. Chửi cô luôn hả? Chửi tục tiểu vậy đó. Ừ, có chửi cha mẹ hả? Thì đó, chửi cha mẹ để như này, để như nọ vậy. À. Vậy là lúc mà em nó nắng nóng quá thường nó sẽ lên cơn đúng không? Không biết, mình không để ý nữa. Thì chừng nào nó lúc trước hình như con nhớ là em nó nằm ở đây đúng không? Con mắt nó trợn trợn. Đúng rồi, nó nằm đủ chỗ không? Khi lúc mà nó ngủ được nó cũng nằm tùm lum hết. Ừ, cứ nằm lung tung, chỗ nào nằm được là nằm thôi đúng không? Dạ. Vậy là mấy cái cửa này chắc em nó đập hả? Không đâu. Cái cửa này mình mở ra mình lấy lại làm để bên này. Ừ, giống thể mình lấy ra mình làm ở đây xong mình chắn lại để cho em nó khỏi phải đi ra hả? Đó là bằng dán á, cửa gỗ. Mỗi lần mà mình đưa em nó đi bệnh viện nọ kia thì em nó có đi chịu hợp tác đi không? Chịu. Chịu hả? Chịu uống thuốc nữa. Chịu uống thuốc nữa. Nếu vậy có khả năng là đưa lên bệnh viện ở Rạch Giá là khỏi đó. Em nó có bảo hiểm gì không cô? Thì bây giờ mình hết tiền rồi đó. Lo chữa chạy hết tiền rồi đó giờ không có mua bảo hiểm. Thì mình cũng nhờ cộng đồng mạng đó, giúp đỡ mình mua bảo hiểm. Thì bây giờ đi mua bảo hiểm thì phải mua bảo hiểm trước xong sau đó. Thì nhà nước người ta không bán. Hiện tại giờ nhà nước người ta không bán. Ủa sao bán? Cô là người Khmer hay người Kinh? Người Khmer. Người Khmer đúng không? Người Khmer mua được mà. Kể cả bệnh người ta không bán. Người ta không bán. Sao lại không bán? Nói là bây giờ là người ta cho. Rồi mà một tháng sau mới người ta cho. Nó như vậy đó. À, thì bây giờ mình lên mình báo với người ta rồi mình xin cái bảo hiểm cho em nó đi. Có bảo hiểm thì
báo rồi mà người ta nói vậy đó. Một tháng nữa đúng không? Ừ. Thì một tháng nữa là cô lên là có là làm hồ sơ chưa? Có, người ta nhận cái giấy căn cước của nó rồi. À. Nhà nước đó, nhà nước người ta rồi, nhận okay, giấy căn okay. cước rồi. Là tới nay được bao lâu rồi cô? Chắc cũng gần tuần nay vậy. Gần tuần nay thôi đúng không? À. Ừ, nếu vậy thì khi nào mà có căn cước thì con sẽ để số điện thoại của con ở đây cho cô. Thì lúc nào mà có cái bảo hiểm đó thì đưa lên cái bệnh viện ở trên Rạch Giá đi. Bệnh viện trên đấy tốt lắm, bởi vì con đã từng có đưa một vài người lên đó là người ta khỏi bệnh giờ về sống bình thường rồi. Không, bây giờ chung á, nó cũng lại quay đó. Thì thôi bây giờ thì cứ chờ có bảo hiểm đi ha. Rồi bắt đầu chờ đến lúc đó nếu mà em nó đỡ rồi, uống thuốc mà nó đỡ rồi thì thôi ha. Còn nếu không đỡ rồi lúc đó mình mới tính những cái chuyện sau ha qua. Ừ. Được không? Dạ, dạ. Bây giờ mình đi vô cho em đó. Bây giờ em nó thức ngủ thường mấy giờ nó thức? Không biết luôn nữa, có khi 11, 12 giờ. Ngủ dữ vậy hả? Nó ngủ mình đâu dám kêu rồi nó không ngủ, nó thức lại là nó căng lên sao á. À. Nó không ấy, để tự nó thức êm nó dễ. À. Khi mà thức lên là có biết đi đến răng rửa mặt gì không? Thức lên thì mình dắt nó đi rửa mặt này kia đến răng vậy đó. À, là dắt đi mới đi. À. Còn có biết tự tắm giặt không? Không. Là cô tắm giặt cho em nó luôn. Dạ. Ừ. Thế nằm trò co ở ngay cái phòng khách luôn chứ không có. Dạ. Đi lên trên đi cô. Thôi để tắt lửa. Ngủ mà không mắc mùng mắc men gì hết. Ừ. Ngủ mà không mắc mùng luôn. Ừ, không. Có đốt nhăn mũi nha. À, để nhăn mũi. Cây. Vậy là ngủ đến trưa luôn rồi cô. Dạ. Em nó có biết tiền biết gì không cô? Hả? Em nó có biết xài tiền không? Không biết nữa, bây giờ không biết nữa. Tỉnh lên nếu mà ấy vậy là nó mạnh lắm. À. Nó có thể nó đánh mình, nó mạnh lắm. Nhìn nhỏ nhỏ bây giờ mà là cũng phải gắng chiều nó vậy đó. Đi đi còn tôi đi nhẹ heo à. Ừ. Dạ. Ví dụ nhìn cũng ốm ốm mà khỏe chứ vậy ha. Không phải khỏe đâu, không biết cái gì trong người nó nữa. À, giống kiểu gia đình đang suy nghĩ giống như thế là có em nó có giống cái có dòng ai vậy, như có cái dòng nó trong người nó vậy đó. À. Vậy là ngủ lúc nào tối em nó ngủ sớm không cô? Hôm này 11 giờ mới ngủ. 11 giờ mới ngủ. Dạ. Ừ. Bây giờ là cũng 9 giờ nơi rồi. Dạ. Thì ba của em là đi hôm nay là đi làm ở xa hả? Dạ. Đi làm cái bình nước vậy nè. Đi vô nước, đi làm bình nước vậy dạ, cho dạ. nè. Đi làm nước khoáng đúng không? À, à. Ừ. Vậy là em nó cứ ngủ đến khi nào mà nó thích thì nó thức thôi. Dạ. Chứ khi mà nó dậy mà ví dụ như thế là nó sẽ quậy đúng không? À. Ví dụ như mình kêu vậy đó, thì nó quậy á. Tự nó thức êm thì nó vậy dễ cũng không dậy ăn sáng ăn trưa gì luôn. Mới có mấy bữa nay thôi. Ừ. Mấy bữa kia ngủ không được thì ăn. Ừ. Ăn được nhưng mà nó ngủ không được. Ừ. Ăn được nhưng ngủ không được. Ừ. Thì bây giờ ngủ được thì nó bỏ ăn cử trưa, cử sáng, nó cử sáng luôn. Là tới trưa mới dậy ăn thôi. Ừ. À. Vậy là chú chắc là cũng đi làm không có đủ tiền để lo cho em nữa đúng không? Dạ đúng rồi. Cô bây giờ là ở nhà thôi, không làm gì hết. Còn chú thì đi không làm. Làm chú thì đi làm một ngày được nhiêu? Ngày 150.000. Ngày được 150. Mà tới tháng mới được lãnh lương. Đi làm thì người ta treo tiền ở đó rồi. À. Tới tháng người ta mới trả mình. Dạ. Mình làm xong đủ tháng người ta mới trả. Vậy là làm ăn lương theo tháng đúng không? À, ừ. Nó vậy đó. Rồi người con gái kia thì lấy chồng xa chắc cũng không phụ được gì ha. Không.
Vậy là giờ chúng nói chung là gia đình là chỉ phụ thuộc vào cái nguồn thu của chú thôi. Dạ. Ngày trước là mình sống ở bên Trần Đề cơ. Dạ. Giờ mình chuyển về đây được bao nhiêu năm rồi cô? 4 năm. 4 năm rồi. À. Ừ. Lúc đấy là mình cũng 2019. 19 20. Dạ. 5 năm, 4 5 năm. Dạ. Thấy một cô gái xinh đẹp như vậy mà không may bị bệnh thì cũng buồn đó cô ạ. Mình cũng đi cho hả dạ, cho hết lòng với nó, đặng cứu nó mà nó cứ vẫn còn như vậy. Ừ. Giống kiểu là phận là cha là mẹ thì cũng muốn là làm mọi việc để cho con mình nó khỏe khỏi bệnh đúng không? Ừ. Thì lúc trước là con có đưa một vài người xuống cái bệnh viện ở dưới Rạch Giá, bệnh viện đấy gọi là bệnh viện gì ta? Ở dưới Rạch Giá Kiên Giang á, là có mấy người khỏi bệnh đi về đó. Dạ. Yeah. Thì nói chung là cô cứ cho em uống thuốc thử xem tình hình như nào. Thì yeah. Ví dụ như thế là khỏi rồi thì thôi. Còn nếu không khỏi thì mình tìm cái phương án khác. Chứ không lẽ bây giờ em đã còn trẻ như vậy mà mình để đến thời điểm bây giờ thì nó hơi thương à cô ha? Dạ. Yeah. Chứ không có nói chuyện với ai hết. À. Ừ. Thức dậy cũng ngồi làm thinh, thí dụ không có quậy thì thức làm thinh vậy đó. À. Cười tưởng tượng cái gì ở đâu vậy đó. À. Thế là lúc nào trong đầu cũng nghĩ một cái gì đó đúng không? Không biết nữa. Tính ghé thăm em mới cho nó em nó mấy trăm để nó mua thức ăn. Thôi chú đi đường xa. Thôi được rồi cô, cái này là con tấm lòng của con gửi tặng cho bé để mua ít đồ ăn. Cô cầm đi, cầm mua đồ ăn cho em đó. Cảm ơn chú nhiều. Ủa nhà mình là có ai xài số điện thoại hay gì không? Có mà điện thoại tôi nó bị chạm á. À. Không có điện, nhiều khi không muốn điện không được, người ta điện cho mình, điện cũng mình bắt máy đi cái nó giật à, không rồi. Được. À gọi là nói cũng không nghe được đúng không? Dạ. À. Có. Mình có xài số điện thoại nữa mà bây giờ nó bị hư rồi. Ừ. Bị chạm. Ví dụ như em này là ví dụ như phải là cho đi điều trị mà tâm lý vững là có nghĩ cũng khỏi đấy chứ không phải không khỏi đâu. Thấy cũng đang còn tỉnh lắm à. Cái lúc bình thường là em nó tỉnh lắm luôn. Có lúc cũng tỉnh lắm. Ừ. Lúc bình thường thì em nó có biết cha mẹ không? Biết chứ. Ừ. Nó biết á, như ba nó đi làm nhiều khi nó tỉnh á. Ừ. Đi làm cái chạy xe về tới đây là nghe tiếng máy á, cái nó gán ngóng vậy nè. À. Nó mở mắt lên. Ừ, có gọi ba không? Không, không nói chuyện. Không nói chuyện luôn. Ăn cơm cũng nhắm mắt lại ăn nữa. Ăn cơm mà nhắm mắt à? Ừ. Ồ, sao kỳ vậy? Đó, không biết là bởi vậy đó. Ừ. Ăn cơm cũng nhắm mắt. Ừ. Mà có khi nào em nó gọi mẹ không? Không. Cũng không gọi mẹ luôn. Không. Từ đó đến giờ luôn. Hồi từ hồi bệnh tới giờ là nó bị bệnh thì nó không kêu mà nó tỉnh thì kêu á. À tỉnh là kêu sao không? Mẹ má, ơi. Má. À má. À. Dạ, nếu dạ. Vậy là em này đúng rồi, còn theo như con nghĩ là cũng đang còn chữa được á. Chứ không phải là không đâu. Tự nhiên bị một cái bệnh theo nên nếu mà khả năng là bị một là ngày xưa nhiều khi học quá nhiều, hai nữa là nói như cái người chị gái của con cô á thì có khả năng là vì nó thất tình thật. Thường cái biểu hiện nó sẽ như vậy. Vậy là do yêu đơn phương cho nên bắt đầu mới mình cũng biết nữa. Thí dụ như người ta nói yêu đơn phương cũng đâu có đến nỗi vậy. Ừ. Người ta nói có người người ta nói đúng rồi, yêu đơn phương đâu đến nỗi vậy. Nó phải chắc thầy có khả năng là đã là người yêu rồi. Xong bắt đầu là phải sau một người bỏ đi lấy chồng thì nó mới như vậy. Lấy vợ thì nó mới như vậy đúng không? Chứ bình thường đâu phải là đâu có dễ mà bị như vậy được. Yêu là thích ở một người mà một người kia không để đáp thì gọi là chỉ qua loa thôi. Nhưng mà khi mà cả hai người đã thương nhau rồi ấy, rồi một người kia mới bỏ cái người này mà đi lấy người khác ấy, thì lúc đó nó mới ra như vậy. Cái này có khi nào mà mình không có biết chỗ khoáng này. Gia đình nhà mình có khi nào mà muốn tìm tới người thầy giáo cũ ngày xưa để hỏi thăm thử không? Thì tôi cũng có nói với ba nó. Ừ. Bây giờ mình thử đi tới với ông thầy giáo nó coi đi. Ừ. Người ba nó nói là bây giờ người ta có vợ có con rồi mày không, đi làm mình gì giống không như được. Là mình kêu người ta ra quán cà phê ngồi rồi nói chuyện bình thường thôi. Người ba nó cũng nói bây giờ mày kêu ra người ta thí dụ như có gì người ta cũng đâu có nhận. Ừ. Ý là đâu mình ai biết người ta cũng đâu có nhận. Ừ. Ông nói vậy rồi thì buông xuôi luôn.
không đi tìm kiếm. Thế mình muốn tìm cái nút thắt xem nó ở chỗ nào để mình gần gỡ ra. Chứ bây giờ cứ để cho em nó như vậy, giờ nếu cả đời nó như vậy thì gia đình cô là khổ, đúng không? Em nó cả đời như vậy là cô là phải ở nhà chăm em này. Rồi về sau ví dụ như khi cô chú lớn tuổi rồi thì em nó như thế nào? Thì đó, bây giờ cái gia đình của ông thầy đó ở Trần Đề luôn. Dạ. Cái này chỉ cần mình chỉ cần liên hệ thôi, mình xin số điện thoại được, mình chỉ cần liên hệ mình gọi thôi. Mình hỏi chuyện thôi, xem là cái câu chuyện nó như thế nào thôi. Chứ mình không có, bây giờ người ta có gia đình rồi thì mình không có thể nào mà mình nói về người ta được. Mình chỉ hỏi xem có đúng sự thật là như vậy hay không, mình xác nhận thôi. Nếu mà có cái gì á, thì chỉ có ông thầy đó biết. Dạ. Thì vợ người ta không biết đâu. Bây giờ mình nói vậy thì là bây giờ mình lên mạng vậy thì chắc nếu mà tới cái clip của ông nhiều khi người ta mở ra ông nghe ông hiểu rồi. Nếu người còn ta nghe người ta hiểu. Còn vợ con ta thì không biết đâu. Đúng rồi. Nói chung ra cái người trong cuộc là người ta sẽ hiểu, đúng không? Người bây giờ nói vậy đi. Mình cứ nói là cái người trong cuộc là người ta sẽ hiểu. Dạ. Người không trong cuộc thì chắc chắn là người ta sẽ không hiểu. Thì ông thầy đó cũng dạy anh Hồng thì chắc biết. Dạy mấy năm cô? Dạy hay là chủ nhiệm cấp năm 3. Chủ nhiệm lớp năm 9, lớp 11. Lớp 9, lớp 10, lớp 1, lớp 12 gì đó. Cấp 3 là từ lớp 10 trở lên. Vậy là lớp 10, lớp 11. Giữa năm lớp 11 là em đã bị như vậy. Thì vô có biết ông thầy đấy bao nhiêu tuổi không cô? Không, mình không biết. Chắc là giáo viên mới ra trường chăng? Mình không biết luôn. Thôi giờ bây giờ mình cứ để xem nói nếu mà ông mình thầy mình cũng biết nhà thầy đó đâu. Bây giờ nói chung là cứ để cho người thầy này, nếu mà có cái câu chuyện người trong cuộc có biết về cái câu chuyện này thì có thể liên hệ với gia đình, nói cho gia đình biết để gia đình có hướng để giải quyết thôi. Chứ không ai có muốn đào bới lại cái câu chuyện ngày xưa để cho cả hai đều đau lòng, đúng không cô ha? Dạ. Bây giờ lên clip vậy là nếu mà tới cái chỗ ông thầy đó thì nếu có cái gì là ông thầy đó sẽ hiểu thôi. Dạ dạ dạ. Bây giờ con mình đó là Lâm Thị Thanh Hồng đó, có học đó, bây giờ nó vậy học đó. Học trường nào cô? Trần Đề Lịch Hồi Thượng vậy đó. À, Trần Đề học trường ở Trần Đề. Trường phổ thông trung học Lịch Hồi Thượng. À. Cấp 3. À. Rồi thì nếu như một người thầy nào đó ngày xưa mà dạy em Hồng này, và nếu như ở trong cuộc là người của trong cuộc của cái câu chuyện này thì có thể cho gia đình biết cái lý do để gia đình có hướng để chữa bệnh cho em ha. Dạ. Chứ cái gia đình cũng không có muốn ví dụ như thế là tìm lại để nọ kia. Không. Ha. Gọi là mình chỉ biết muốn biết về cái câu chuyện. Ví dụ như biết á thì là chỉ một mình ông thầy đó lại tới nhà cũng được gì. Ừ. Lại tới bây giờ lại hỏi thăm một lần người khích lệ an ủi nó một lần đi. Ồ. Thí dụ vậy đi. Ừ. Gọi là chỉ mong có vậy thôi đúng không? Để coi nó nguôi ngoai được không, nó tỉnh lại không? Giống an ủi thôi ba. Ừ. Tâm sự an ủi. An ủi khích lệ nó thôi. Ừ. Là an ủi cho em nó ví dụ như thế để cho nó nguôi ngoai đi và nó khỏi lại để nó đi làm, nó kiếm tiền, nó lo cho gia đình như về sau cuộc sống của nó. Ví dụ như có lại thì an ủi khích lệ nó. Ờ thì bây giờ vậy cho nó tỉnh táo lại đi, có gia đình như người ta. Dạ. Coi coi, người ngoài nói nó có lẽ là nó tỉnh lại không? Dạ, đúng rồi. Này nhiều khi phải tâm sự với em đấy, chứ có người tâm sự với em đó là em có khả năng em nó sẽ nguôi ngoài lại. Ừ. Nó nguôi ngoài thì nó sẽ khỏe, đúng không? À, dạ. Mới gia đình mới biết chứ mấy năm trời là đi chuyện mình còn là đi đầu này đi đầu kia không? Dạ. Có nghĩa là gia đình nhà mình là chỉ có là chỉ biết là đường đã đi chữa bệnh khắp nơi thôi, chứ không biết lý do là gì, đúng không? Để coi thầy đi uống thuốc. Đưa đi Vũng Tàu gì đó, mấy lần có mục sư là thấy cái cử chỉ nhìn nó là nói là bé cái gì thất tình, nó phải thất tình cái gì đó. Ừ. Cái gì tình gì đó. Ừ. Nghe kể lại gọi là thất tình nhé. Ừ. Nhưng mà bé này đâu yêu thầy yêu đơn phương thôi. Ừ. Nhưng mà yêu đơn phương mà làm nhưng mà sao thầy đâu có biết. Ừ. Một hôm thầy cứ nên là bé với thơ rồi nói chị phát hiện được. Nếu mà chị phát hiện sớm như vậy phải tâm sự với mẹ. Đúng nói rồi. Với mẹ với cha gia đình mình tìm hiểu mình theo dõi cái này không nói gì để tới bé được như thế này. Ừ. Nhưng mà thầy nó không có biết, thầy người ta dạy thôi. Nhưng cô mà là bà của bé hả? Không, chị. À là chị hả? Chị của gọi là chị của mẹ của bé đúng không? Là vậy đó. Vậy là đau khổ lắm mấy năm trời gặp đi gặp lại. Vậy là bé này là ngày xưa là gọi là giống kiểu là theo như người chị của bé này kể lại ấy, thì bé này gọi là chỉ yêu đơn phương thôi hả? Thầy thế thôi. Nếu yêu đơn phương thì đâu đến mức như thế này ta? Đúng không? Mình không biết. Cô lấy cái
đâu phải thầy yêu đâu, nó là yêu đơn phương thôi. Mà yêu đơn phương thì làm gì tới cái mức đó ta? Yêu đơn phương nhưng mà lại viết thư là thầy đó. Từ một cái tới sau thầy đó đi viết thiệp mời đám cưới. Thì nó mới có viết thơ như lại tôi nói. Dạ. Thì bây giờ coi cái clip đó, nếu mà thầy đó có suy nghĩ đến Hồng mà cũng như là không phải là bắt người ta. Không phải bắt người ta chịu trách nhiệm. Gì với nó, phải bắt chịu trách nhiệm gì. Thì giờ coi bây giờ thí dụ như lại nói cho nó nghe, bây giờ tôi á không có phải là tôi yêu hay là tôi gì đâu, bây giờ yêu đơn phương vậy là không có đúng gì gì. Thí dụ như mà có thầy đó thì là tới nhà ăn ngủ thích lệ cho nó vậy đó. Nhưng mình nói chung là mục đích của gia đình người ta lại làm cái gì, nói chung là gia đình bây giờ là chỉ muốn làm sao để cho em nó khỏi bệnh thôi, đúng không? Chứ không có muốn là cái chuyện dây dưa như ngày xưa nữa. Còn dây dưa còn cắn đứt trong lương tâm vậy đó. Vậy là bao nhiêu năm nay gia đình nhà mình khổ về cái chuyện này? Người đâu có biết, nó cứ đi đâu này đâu kia. Nó nói rồi cứ đi bệnh viện. Chỉ phát hiện, mới phát hiện mấy tháng nay. Bác sĩ nói là tâm thần, tâm liệt. Thì đi vậy đó, nó tỉnh hả, nó đi đó. Bây giờ Hồng sao rồi? Thì nó nói con ăn ít ngủ ít. Cứ nói với bác sĩ là ăn ít ngủ ít. Người ta cứ lấy thuốc, mình cứ mua thuốc tới tới. Tháng này qua tháng nọ, năm này qua năm nọ cho tới đó, bây giờ. Không. Ngưng uống thuốc. Gia đình mà có một người con mà bệnh như vậy là khổ, cực kỳ khổ luôn. Đúng không cô? Khổ, khổ tâm, đau lòng lắm. Dạ. Nói mà cô muốn khóc luôn này. Nói đến con mình là muốn rơi nước mắt, đúng không cô? Bây giờ mình cũng bệnh lắm đó. Cô bị bệnh gì cô? Con mắt mình giờ nó cứ xuống không ạ. Rồi bệnh mà cũng không có tiền đi mua thuốc uống luôn. Có bảo hiểm mà bây giờ còn chưa có thời, không có đi loại chỗ bệnh viện khám bệnh được nữa. Mình có bảo hiểm của người Khmer. Nhờ ví dụ như cô đây coi em cho xong, bắt đầu là đi khám đi xem sao, chứ để lâu nữa càng ngày nó càng nặng thì sao? Rồi lỡ về sau khi thì mà cô ổn đây rồi đi. Bảo hiểm thì người ta cũng mới cho. Nhà nước cho bảo hiểm. Dạ. Mấy giờ em nó mới ăn cơm cô? Thức là mình bới cơm để sẵn vậy đó. Mỗi lần thì mình mua đồ ăn sáng. Rồi ngày hôm qua mua lại tới trưa mới nói nó thức. Mình nghe cái đó nó không ăn. Cái mình làm cơm thì mình cho nó ăn. Rồi là thức lúc nào là đòi ăn lúc đấy? Có đòi ăn không hay là không, tự cho? Không đòi luôn. Mình hỏi ăn cơm nghe thì gật đầu, chớp mắt vậy đó. Chớp mắt thôi. Chứ không nói chuyện gì hết. Không nói chuyện luôn. Cũng khổ ha. Thế là bây giờ cứ nằm ở trong là nằm không có mùng mền gì, không sợ mũi cắn là cô? Không, mình cho con nói em nghe. Cứ nằm có mỗi cứ nằm có mỗi cái miếng nệm vậy thôi. Miếng nệm. Thấy mọi người nói chuyện vậy mà cũng không tỉnh luôn ha. Nhiều khi không ngủ nhưng mà cũng không muốn thức dậy ha. Cũng nằm thinh luôn. Nó không ngủ, nó cũng nằm thinh. Nó bây giờ chú tự kêu đi. Dạ, để con kêu cho. Hồng ơi. Ăn sáng Hồng ơi, còn đồ có trong nhà có đồ ăn sáng không cô? Ăn bún hả? Có em nó có uống nước cái gì không? Hồng ơi, ăn sáng này em, dậy ăn sáng đi. Ăn bún xào đi. Ăn bún xào hả? Vậy mua dùng cho em nó hộp bún xào đi. Vậy mà đi mua bún xào đi. Hồng ơi, dậy ăn bún xào này em. Để cô mua dùng cho con hộp bún xào cho em nó được không? Đây này, con đưa tiền cho này cô ơi. Hồng ơi, cô đưa tiền cho cô đi mua dùm con hộp bún xào ấy. Hồng ơi, thức chưa Hồng ơi?
anh ghé thăm nói chuyện với em xíu này à? Không, đang tỉnh tỉnh rồi mà, tỉnh rồi cứ nằm ngồi nói chuyện rồi anh hỏi thăm xíu này à? Rồi ăn bún đi em. Thức đi, đến giờ ăn bún rồi, tỉnh rồi, em đã đâu có ngủ đâu. Từ nãy giờ là nằm vậy thôi. Dạ, đến mua bún về cho em ăn ha. Mua cho em tô bún, bún thịt xá, bún nướng ha. Bún thịt nướng ha, Hồng nha. Hồng ơi, ăn bún thịt nướng nha. Ôi, ốm quá. Rồi anh mua bún thịt nướng cho ăn nè. Hồng ơi, cho anh hỏi thăm xíu được không? Anh nói chuyện với em xíu được không? Ừ. Hả? Hồng. Hồng ơi. Cứ nằm vậy mà anh tới không có dậy nói chuyện một xíu. À, đây ăn bún nè. Mẹ mua bún về cho em ăn nè. Mua bún. Cô nói chuyện với em nữa được không? Kêu lên rửa mặt rửa gì đấy. Cô kêu em nó dậy rửa mặt rửa đồ đi. Hồng ơi. Đi rửa mặt đi, để ăn bún. Đấy, ăn không bún nó hư này, mẹ mua bún cho con cho em này. Đi rửa mặt để ăn sáng. Chuyện đi nằm lại đó. Chào em nha. Đánh răng này để ăn sáng em. Ốm quá, ăn ít thì sao mà ốm quá. Nóng mà không có xài quạt rồi ta. Xài quạt không anh mua tặng cho cái quạt này. Đi ăn sáng này. Không. Biết anh không? Không. Đấy. Nhìn anh quen không? Không. Đi con đi. Ra ra đánh răng rửa mặt đi ăn sáng kìa. Đi con đi. Ốm quá ăn nhiều nhiều vô cho mập chứ. Đi ra rửa mặt con nè. Đi ra rửa mặt đi. Đúng rồi. Đi con. Đi con đi. Răng rửa mặt đây cho tỉnh táo để ăn sáng ha. Đi con đi. Này ngày xưa, em này ngày xưa chắc là cũng đẹp gái lắm à. Không đi. Đi con. Đi. Cái Hồng đấy. Không giỏi đi. Đi đi rửa mặt. Đi con. Ông nhòm luôn. Ừ, ốm quá. Đi con đi. Giỏi đi. Ăn nhiều vào chứ sao ốm vậy Hồng? Đi Hồng ơi. Đi con đi rửa mặt đi con đi. Này ngày xưa học giỏi lắm này. Đi con đi. Đi. Đi con đi. Con rửa mặt đi rồi ăn sáng con. Đi con. Giỏi đi. Đi. Đứng đứng dậy đi con. Đi con đi. Đi. Đi con. Ra ra đánh răng đi em, ra đánh răng để ăn sáng này, mua bún thịt nướng về cho em này. Đi con đi. Đi. Đi đi, đi chơi rửa mặt đi. Đi con, giỏi nè Hồng con. Hồng biết anh không? Không, nhìn anh này. Hồng ơi. Thế anh ấy gì cười kìa. Đang cười á. Mẹ mẹ mua bún thịt nướng về cho em kìa. Đi. Đi con đi. Đi. Đi ra rửa mặt đi con đi. Ừ, ra rửa mặt đi, ra để mẹ mẹ mua bún thịt nướng về cho em kìa. Rửa mặt đó, đi ra rồi thay đồ thay gì ra không kịp cho thơm tho. Đi con. Ừ, đúng rồi. Đi, đi con đi. Đi. Không biết anh không? Hồng ơi, nhìn anh nhỉ. Không. Hồng ơi. Nhìn anh này, biết anh không? Ngày xưa anh học cùng trường mới học nè. Nhớ không? Nhớ hai đứa ngày xưa học cùng trường không? Không.
Rồi đi em, đánh răng rửa mặt đi, ăn sáng rồi anh em mình tâm sự nói chuyện ha. Ôn lại kỷ niệm ha. Đi ra nước mặt đi. Ngày xưa học giỏi lắm đúng không cô? Đi con đi. Đi em. Đi con đi. Không ấy. Không. Biết anh không? Nhìn nhìn anh này, nhìn anh biết anh không? Ồ, không có quạt à? Muốn mua quạt anh mua cho cái quạt. Hả? Mua cho Hồng cái quạt nha. À có mà có quạt á. Nóng quá. Đi học không đây? Đây đi rửa mặt không nha. Đây đi rửa mặt rồi ăn sáng không đi nha. Đi giỏi không Hồng giỏi lắm. Ừ, đúng rồi giỏi lắm. Vậy đi. Đi đi. Đứng đây nha. Đi. Đứng đây, đứng đây rồi em rửa mặt đi ăn sáng. Đi luôn đi. 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 Nhìn dễ thương á ha. Đi con đi, giỏi rồi. Ừ, thấy không? Giỏi lắm á. Đây, 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 dắt con lên đi rửa mặt nha. Rồi đi em, ăn sáng rồi mẹ đi mua đồ ăn sáng về cho em nè. Đi con đi, giỏi rồi. Cười. Cười dễ thương chứ bộ. Ừ. Đó, cười rồi đó. Cười này, cười anh này, quay đây nhìn anh này. Nhìn anh cười cái này, nhớ nhớ mặt anh không? Coi xem có nhớ không? Không, có nhớ anh không? Hả? Ngày xưa là xinh gái lắm ấy. Đi con đi nghe, giỏi luôn nghe. Đi. Đi, đi rửa mặt đi con. Ừ, đi rửa mặt đi em, đi rửa mặt đi xong ăn sáng ha. Xong rồi mình nói chuyện ha. Đi con đi. Để bông bút nước lại cho con rửa mặt ha. Nha, 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 đất rửa mặt nha. Đi, đi, mình đi rửa, đi rửa rồi đi, đi không đấy. Đi, rửa mặt đi vô ăn sáng. Đi, 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 đi. Ốm quá, ăn nhiều vô nha. Đi con nha. Ăn nhiều vô cho. Đi, hôm đêm có ngủ có người về không thôi. Đi con đấy, gọi đi. Đi đi Hồng, đứng lại đi ăn đi rửa đánh răng rửa mặt đi ăn sáng không? Đi đây đi em, nhớ anh biết anh không? Hả? Nhớ không? Nhìn anh nè. Nhớ anh không? Hả? Ừ, ra đánh răng rửa mặt đi xong vô ăn sáng. Ừ. Để em nó tự đứng, em nó đứng được. Đứng lên đi em, đứng đi. Đi đánh răng rửa mặt xong là vô ăn sáng kìa. Đứng dậy đi con. Đi con đi. Đi rửa mặt ăn sáng rồi. Đây đi em, đây đi ăn sáng em. Biết anh không? Không biết anh không? Nhìn gì này, nhìn nhìn mặt anh này. Em có nhớ không, nhớ ra ai không? Ngày xưa học cùng trường có nhớ không? Hả? Hồng ngày xưa học giỏi lắm đúng không? Ai cũng ngưỡng mộ Hồng học giỏi hết á. Đi con đi. Đi. Đi mua bún thịt nướng rồi. Có mũi luôn nè. Đúng rồi mũi á, ngủ ở đây có mũi á. Dậy đi em, dậy đánh răng rửa mặt đi ăn sáng. Đây, có bún đây rồi. Chị em lấy đánh răng nữa cô. Đánh răng rửa mặt không? Đi không bằng đấy, không bằng đấy, không bằng đấy. Đi, đi hả? Đi, đứng lên đi, giỏi, giỏi. Giỏi quá ta, ừ, giỏi, đúng rồi. Nó bế đi luôn hả? Không, không, đi, đi. Đi, lướn, em bún vừa rồi.